Ha. Mình tên là Nguyễn Thanh Bình, giảng viên khoa thương mại du lịch trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là thiết kế website bán hàng trên cái nền tảng WordPress và theo cái chuẩn SEO. Thì mình sẽ dùng cái theme là Platform. Vì đây là một trong những cái theme mà rất là nổi tiếng trên thế giới và trong cái lĩnh vực bán hàng. Các bạn có thể code nhiều cái theme khác, các bạn có thể đi mua cũng được. Thì ở đây giá của nó là $59. Thì sinh viên thì mình sẽ cho bạn full để thực hành các bạn ha. Thì bạn tài trợ, bạn viện trợ thôi để các bạn thực hành. Còn nếu mà sau này các bạn có điều kiện ra trường thì chúng ta đi làm cho công ty thì chúng ta các bạn mua các bạn. Rồi nếu không thì mình làm quản trị web cũng được. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một trang web bán hàng, ví dụ trang trang Lazada này, để làm theo cái mẫu của Lazada ha. Bất kỳ mẫu nào, mẫu đơn giản càng đơn giản càng thoải mái, càng dễ làm để các bạn thực hành, sau này ra rồi các bạn muốn làm gì đó, các bạn muốn nâng cấp nó lên trang web lớn hơn, dung lượng nhiều hơn và nội dung nó nhiều hơn thì quyền của bạn ha. Thì bây giờ mình không làm mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn. Trước hết các bạn tải cái Platform này về, các bạn có thể mua hoặc tải về cũng được. Đó, rồi. Nhớ nha, sinh viên thì mình gửi tặng cho mình về cho mình đi. Bản hiện giờ là bản 3.1 nha, Platform 3.1. Trước tiên là mình sẽ mở cái website lên kiểm tra ha. Giống như cái trang phân tích vô xem thì đâu rồi đó, trong này đây mình sẽ làm sẵn một cái bản, các bạn copy nữa đây. Trong thời gian để bát vô để nó chạy lên á, để các bạn mở giùm mình cái phần mềm xem để mà xem. Các bạn cho nó lên video style với lại video chơi luôn đi để dễ thấy nha. Rồi thì đây cái bộ crack mình ra ngoài đó, mình đặt là cái tên là gì đó, bữa hổm là mình đặt là chuột hai vlog đúng không các bạn ha. Bây giờ mình sẽ đặt một cái tên khác đi, cái tên sớt chuột heo đi, mình bán hàng mà các bạn không, mình enter. Cái khi mình có cái sớt chuột heo rồi á thì tầm trong cái ht đó rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái nhiệm vụ rồi mình mở cái xem lên và mình nhấn vô start à. Muốn biết nó chạy chưa mình vô nhấn vô admin mày nhiều à. Rồi có hai cách, cách thứ nhất là mình nhấn vô đây, cách thứ hai là mình sẽ đánh vô, cái này dễ tùy nha. Rồi bây giờ mình sẽ vô cái trang web, mình sẽ đánh vô là local bữa hôm mình là chuột heo, hôm nay trang tin tức mình là chuột heo đúng không, còn này mình là sớt chuột à, sớt chuột ha các bạn ha, sớt chuột heo à. Thì sớt chuột heo, sớt chuột heo đó, sớt chuột heo mình đi ta à, local à, mình thiếu rồi em ta. Rồi sau đó mình cũng thực hiện ngay. Thì cái phần database này nè, do là mình tiếng Việt rồi nên mình không còn cần chỉnh nữa các bạn ha. Phần mình để đây. Mình đánh tiếp bên này, mình sẽ làm một cái đó là mình local.
BB Army à, BB My Army à, rồi đó các bạn vô cái này ha. Thì đó các bạn vô cái này, nếu mà các bạn không thích vô đây các bạn có thể đi bằng đường này đi được nè. Sinh viên mình thì mình luôn hướng dẫn nhiều đường đi thì các bạn ha. À, trong một cái mà mình để nhiều trang web thì cẩn thận nha các bạn nha. Mình nói là trong một cái nội dung các bạn để nhiều trang web rồi phải cẩn thận nha, bởi vì nó sẽ rất là dễ lỗi SQL mà mình có thể mình copy mình để dành gì đó, mình copy bản nha. Xong rồi thì mình vượt code thì mình sẽ new à, mình add vượt code nêu hết bạn ha, mình chọn nêu đi. Hiện giờ ở đây mình chọn nêu. Giờ mình chọn một cái là S vượt kho. Đó, chạy nó đứng luôn. Giờ là cái nó bị lỗi nha, các bạn đánh là search vượt heo giùm mình ha. Search vượt heo. Rồi các bạn ở đây là local ha, do mình đặt ở tại cái trang của mình á. Path thì mình dùng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đi nha các bạn, cho nó đơn giản nha. Rồi bạn ha, rồi nhiều mình tạo một cái database, một cái database chung tên giống tên luôn đi. Mình check on ha, check on đó, mình check on nè. Rồi go rồi ok, nó đã tạo được cho mình là mình save lại đúng tên search chuột heo không nha. Rồi ok, như vậy mình đã có được một cái database của search chuột heo rồi nha. Bây giờ mình đóng lại đi. Rồi bây giờ mở lên cái này shop chuột heo, cái database của mình tên là shop chuột heo các bạn ha. Rồi người dùng quản trị thì tên người dùng là Nguyễn Thanh Bình đi. Rồi các bạn ha, mật khẩu mình cũng tính từ 1 tới 9 thì chẳng dễ. Rồi gửi.
dùng luôn. Không quên mật khẩu nữa. Đó, ok các bạn ha. Bên web thì mình cái trang web này mình mua bán cà phê đi các bạn ha. Tại vì có một cái screen thì tập chuyên ngành cà phê á, thì mình làm cái tên chị lên tên gì dùng Nguyễn Thanh Bình đi. Rồi mật khẩu mình cũng 1-9 để các bạn cho nó dễ nha. Mình dạy các bạn nên là mình dạy sinh viên á, nên là chấp nhận mật khẩu yếu. Mình dạy sinh viên nên là nên dùng gì dễ nhớ ha, chứ không ngày mai vô lớp rồi không nhớ được vì nhiều lớp quá. Rồi các bạn cài đặt phần rác ha. Rồi cái đặt cuộc rất thành công rồi ha. Lưu lại đi. Giờ mình đăng nhập với các bạn ha. Bot của mình tên người dùng. Đó, tên người dùng thì thường thì giờ địa chỉ email luôn. Tên người dùng là Nguyễn Thanh Bình đi. Đó, đăng nhập. Đây. Tên cái trang web mình là shop chuột heo các bạn ha. Rồi. Đóng lại đi. Rồi. Bây giờ mình cần phải cài cái platform, giao diện platform. Đây là một trong những cái giao diện mà chạy trên nền tảng WordPress rất là tốt và nó luôn đứng đầu của bạn ha, luôn đứng đầu trong cái tìm kiếm. Chúng ta coi thử về cái chủ nó đi. Nó là được đặt trong cái tầng cái theme mà được bán tốt nhất trong tuần luôn á. Có cái đứng vị trí đầu luôn, nhất nhì tùy bạn. Còn nếu mà các bạn mà có thể chọn nhiều cái khác free thì sinh viên thì thường mình cho rồi các bạn thôi. Rồi giờ mình vô giao diện thôi. Rồi phim mới. Bây giờ thì bạn các bạn sẽ thấy ở cái phần là giờ mình coi nó chứ đi. Mở luôn cái trang này để mình song song để cho bạn xem mỗi lần chỉnh sửa cái gì nha. Đó, lúc đầu là nó có như vậy nữa bạn, nhưng mà mình sẽ đi xóa hết, mình thiết kế lại từ đầu, tại vì nó không có giống với cái thằng Sofa đó. Nó là một cái gì đó mà mình phải thiết kế từ đầu. Mình sẽ làm thiết kế ngay từ đầu tiên luôn. Em mình sẽ đi xóa hết, thì trước khi đi xóa hết thì mình tìm hiểu gì nữa nè. Theme option nè, mình coi thử nè. Theme option nè. Nó có header nè, style nè, block, layout, footer nè.
À, bạn nhớ không? Các bạn nhớ cái footer viết chết mình hướng dẫn các bạn bên cái safe ha. Rồi như vậy thì vô thì mấy cái giao diện này mình phải cài đặt nè, plugin nè, vô plugin giao diện cài đặt nè. Thứ nhất là cái này mình cần kích hoạt nè, cái này bởi vì sau này á, mà bạn nào comment mà không tốt á, mình xử lý được, kích hoạt nè ha. Rồi à đúng rồi, phải cài đặt thôi, để cái này cài luôn cũng được, để cái này mình cài sau cũng được, mình xử lý mấy cái cần thiết trước đi. Rồi bây giờ mình sẽ cài mới mấy cái mình cần cài, có ba cái, lúc nào các bạn vô các bạn cũng cần cài dùm. Cái editor cái này cần cài đặt nè, bởi vì nếu không cài đặt một hồi nữa các bạn vô mà các bạn soạn bài viết á, cần rất nó về cái mẫu cơ bản các bạn dễ dễ sử dụng nha. Rồi các bạn kích hoạt luôn giùm mình, cái này các bạn chọn giùm mình là Tiny. Các bạn chọn như mình là Tiny MC và hay kêu Tiny MC á, các bạn lấy cây bút chì ngay chỗ này nè, các bạn cài đặt giùm mình phần này ba thứ các bạn cần phải cài đặt trong cái phần plugin. Lúc nào mình thiết kế web chuẩn SEO nào cũng 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 cần ba cái, cứ vô thiết kế web SEO rồi các bạn, thứ nhất là các bạn cần cái này, thứ hai là các bạn cần cái này. Bằng các bạn classic editor thì ba cái này rồi, sau đó mình vào cái bài viết, cái trang đi, trang mình làm một trang chủ đi nha các bạn, mình làm một cái trang chủ, một cái trang mới đi, thêm trang mới đi, trong cái trang mới trang chủ chuột đi các bạn ha. Tỉnh làm dấu luôn đi, để lỡ mà mình mình không có cái không bơ, để lỡ mà mình không có cái phong đó thì mình sẽ không bị lỗi nè. Rồi tại vì mình đăng thì ở đây các bạn chọn như mình mẫu hoạch định á, cái trang chính mà của dân mà làm thương mại điện tử á, thì các bạn chọn như mình là full width nha, full width nha. Nhớ nha, dân mà dân thương mại điện tử làm trang mà thiết kế web thì chuyển sale á, thì đây nè, đây là cái tiêu chuẩn quốc tế. Rồi các bạn đăng như mình. À, các bạn cũng gọi trang luôn ha, gọi trang luôn. Chúng ta báo cho cái phần cái trang web biết nha. Đây, mình đọc nè. Mình báo cho trang web biết là tôi xài cái trang của tôi. Tôi không có xài cái trang của bạn. Rồi refresh lại nè. Trang của họ của mình không có gì á. Mình chỉ mình vô mình xóa hết thôi, xóa hết đi. Thì trong phần giao diện á, nó khác cái thằng kia một chút xíu nha các bạn. Các bạn để ý giùm mình nha. Nó khác với cái phần trang Safari chỗ này nè. Nó có footer 1, footer 2. Mấy này xóa hết đi. Vô xóa hết đi nha các bạn. Để chị biết không, để mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế đúng theo cái chuẩn xe quốc tế luôn. Nói chung là bạn hỏi xe quốc tế là sao,
bạn nhìn thấy trang Lazada làm sao mình thiết kế giống vậy, Lazada Shopee làm sao mình thiết kế giống vậy nhé. Rồi cập nhật rồi, nó phải chùi lũi nha các bạn, nó không còn gì hết á. Rồi đó, một cái trang trắng như thế này, bắt đầu mình sẽ đi thiết kế lại từ đầu các bạn ha, mình sẽ đi thiết kế lại từ đầu, gồm có các cái logo, các cái nội dung. Cái phần này là phần header nè, phần này là phần header của nó nè, header của trang nè. Rồi đây dùng cho trang rồi platform nè. Trong platform này chúng ta để ý ha, trong platform này chúng ta để ý, thì nó có phần header đây, thêm option đi các bạn, thêm option đi. Rồi nó có phần header, thì trong cái phần header đây các bạn thấy logo, icon, menu. Thì buổi sau mình để mình cho các bạn chuẩn bị trước một cái trang web để các bạn có thể các bạn định hình được cái trang mình sẽ thiết kế như thế nào. Thì các bạn kiếm một trang mẫu cho mình nha, các bạn chọn cho mình một trang mẫu bất kỳ tùy các bạn thôi. Ví dụ Rex, đấy trang Rex ha. Những bạn mua máy tính hay tới cái trang này và muốn thiết kế nó như thế này, các bạn thấy nó không có cái top nha, cái phần menu top nha. Tại vì mua bán là nó theo cái chuẩn SEO á, là khi mà Google nó tìm á là nó sẽ tìm cái header chứ các bạn, cái header chứ. Nếu các bạn gắn cái top vô á nó rất là khó tìm, nó tìm cũng được nhưng mà tỷ lệ nó bị giảm nhiều. Các bạn để ý cho mình là cái trang web á là không phải thiết kế cái menu thì cùng cái menu top, thì các bạn thích cái kiểu nào các bạn sẽ chọn một kiểu đó để mình làm cái mẫu để mình làm được. Thì bài của mình tới đây chấm dứt, để mình chuẩn bị cho các bạn chuẩn bị cái tài liệu để các bạn học tập ha. Thì mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn, mình luôn chúc các bạn và gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc, và chúc các bạn thành công. Xin chào, mình sẽ gặp các bạn ở buổi sau nhé.